Chủ đề video hôm nay, Giang Huy sẽ hướng dẫn cho quý khách và quý khán giả cách xem thông tin điện thoại iPhone của mình. Và rất là nhiều khách hàng đang sử dụng chiếc điện thoại iPhone nhưng không biết xem thông tin của chiếc điện thoại của mình, ví dụ như là tên iPhone, mã xuất xứ, dung lượng bao nhiêu, máy có phải là máy lock hay không, vân vân. Đa số đều không biết. Và hôm nay em sẽ chia sẻ về điều đó trong video này một cách rất là nhanh chóng như sau. Mời anh chị theo dõi và làm theo hướng dẫn. Đầu tiên, trên iPhone thì anh chị truy cập vào trong mục cài đặt giúp em, vào cài đặt. Sau đó mình kéo lên, mình chọn vào cài đặt chung. Và sau đó mình chọn vào phần giới thiệu. Anh chị bấm vào phần giới thiệu này, bấm vào. Và sau khi bấm vào phần giới thiệu thì anh chị sẽ thấy như sau: tên kiểu máy, nghĩa là đây là tên thiết bị của anh chị. Đây là tên kiểu máy iPhone 14 Pro Max. Số máy em che cái phần đầu lại, còn cái mã đuôi là ZA-A. Đây là số máy. Và số series thì em xin phép che lại. Máy anh chị sẽ có cái dãy số series ở chỗ này. Đây là thời gian bảo hành. Anh chị bấm vào, nếu như thời gian bảo hành còn nó sẽ hiện lên. Và đây là một trong những cái thông tin mà anh chị cần nắm. Đó là dung lượng. Dung lượng bộ nhớ 256GB. Thường thì quý khách nghe bảo là chiếc điện thoại này 64GB, 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. Thì đây, dung lượng chiếc máy này là 256GB. Nếu máy anh chị nào 128, nó sẽ hiện số ở đây là 128. Nếu máy anh chị nào 64 thì nó sẽ hiện đây là 64, vân vân. Ở dưới cái mục dung lượng này là cái dung lượng này có mũi tên màu vàng, cái khả dụng thì cái mũi tên màu xanh. Đây là em đánh dấu. Còn bình thường là máy anh chị không có những cái mũi tên màu này đâu. Anh chị lưu ý là khả dụng. Khả dụng vậy thì 142,44GB, nghĩa là cái này là còn trống. Anh chị lưu ý cái này là còn trống nha. Và anh chị sẽ theo dõi được trên máy anh chị hiện tại có 686 cái video. Đây, đây là cái máy này của em dùng. Thì trong cái điện thoại của em hiện tại có 686 cái video. Và ảnh là 6.601 tấm. Và ứng dụng rất là nhiều. Hiện tại trong máy em tải 149 cái ứng dụng, cả cái ứng dụng tải về và ứng dụng hệ thống là 149 ứng dụng. Ở đây nó sẽ phân, ví dụ như ở đây anh chị có bài hát thì sẽ ghi ra bài hát. Và mỗi cái điện thoại của anh chị nó sẽ có mỗi cái số lượng bài hát, video, hình ảnh, ứng dụng khác nhau nằm ở đây. Nhưng nhìn chung mình có thể biết được máy mình có bao nhiêu video, bao nhiêu hình ảnh và bao nhiêu ứng dụng, bao nhiêu bài hát. Ở đây cái tên này là mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thường cái tên này nó không có nói lên được cái máy anh chị là máy gì. Tên này là mình tự đặt để cho hiển thị trên máy cho đẹp. Và cái tên kiểu máy này mới là chính xác. Cái chỗ này là anh chị không thay đổi được. Ở trên cái tên ở trên cùng thì thay đổi được. Đây là phiên bản iOS. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái phiên bản mới nhất. Hiện tại là 16.5.1. Thì sắp tới nó sẽ có 16.6 và 17, 17.0, 17.1 gì đó. Ở đây là nó sẽ xuất hiện cái phiên bản ở đây. Anh chị lưu ý giùm em ở chỗ này. Đây là phiên bản hệ điều hành iOS. Nhiều anh chị thì phiên bản 14, 15, 13, 12 gì đó. Nhưng mà đây là phiên bản hiện tại của cái máy anh chị đang chạy. Và tiếp theo, khi mà anh chị kéo xuống dưới á, anh chị kéo xuống dưới, kéo xuống cuối cùng, thì anh chị sẽ thấy được một cái dòng gọi là khóa mạng. Khóa mạng là ở đây nó sẽ có ghi cái chữ là giới hạn SIM. Nghĩa là cái máy anh chị phải là máy lock. Còn cái này khóa mạng, nó ghi là không giới hạn SIM. Đây là máy quốc tế. Còn nếu máy lock
nghĩa là máy anh chị phải xài SIM ghép thì nó ghi là máy bị giới hạn SIM, bị giới hạn SIM, anh chị lưu ý. Và ở đây anh chị lưu ý, đối với iPhone thì eMAY có hai cái, nghĩa là nó dùng được hai SIM. Thường thì hai cái SIM vật lý nó sẽ chia ra như thế này, còn thường máy anh chị không phải là bản ZA, nó sẽ có một cái eMAY nằm rời ra và nó ghi là eMAY khả dụng. Đại khái là như thế này, em sẽ cho anh chị xem như sau. Và đây, đây là những chiếc máy sử dụng eSIM, nó sẽ có một cái eMAY ở dưới cái mục SIM khả dụng. Nên anh chị lưu ý là cái máy anh chị đôi khi nó không có giống cái máy mà anh chị đang xem trong video này. Đây là cái vấn đề rất là bình thường. Nhưng để cho anh chị biết là eMAY 1, eMAY, đây là eMAY 1. Ở dưới đây là ghi chữ eMAY 2. Thì với cái việc mà có hai eMAY, anh chị sẽ sử dụng được hai SIM. Và đây, anh chị thấy cái đây nó có hai SIM, SIM Viettel và SIM Vina. Cũng như là nhà mạng nè, anh chị thấy eMAY 1 đang có cái SIM mạng Viettel, eMAY 2 đang có SIM mạng Vina. Nó sẽ phân ra rõ ràng luôn nhà cung cấp mạng Vina, nhà cung cấp mạng Viettel. Và đây là cái chia sẻ nhỏ nhưng nó sẽ mang lại lợi ích cho anh chị rất là nhiều. Mong anh chị xem sẽ tìm hiểu được thêm về chiếc điện thoại của mình đang cầm trên tay và sử dụng hàng ngày. Có những cái thông tin cần thiết nào anh chị quan tâm thì anh chị có thể xem được và anh chị cảm thấy yên tâm hơn. Video đến đây là hết. Nếu quý khán giả thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người một ngày thật tốt lành. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.